Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, ông, cụ bà và anh chị em rất thân mến. Thông thường thì giáo hội mừng sinh nhật Thánh Gioan vào ngày 24 tháng 6, lễ trọng, lễ và có lễ vọng hôm trước. Nhưng vì năm nay thứ sáu ngày mai trùng với thứ sáu sau lễ mình máu Thánh Chúa, đó là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng lễ trọng và trọng hơn Thánh Gioan. Cho nên năm nay giáo hội cũng như cách riêng giáo họ chúng ta tổ chức lễ Thánh Gioan sinh nhật của Ngài vào ngày hôm nay. Và khoảng 2 tháng 5 ngày nữa là chúng ta đã có một lễ về Thánh Gioan, đó là ngày 29 tháng 8, lễ Thánh Gioan bị trảm quyết. Đó là ngày lễ mà giáo hội mừng Thánh Gioan vào nước trời. Như vậy thì Thánh Gioan, nếu mà xét về phục vụ, Ngài có 2 lễ, một lễ trọng và một lễ kính. Nếu về xét về bậc lễ như vậy thì Ngài ngang tầm với Thánh Giuse. Thánh Giuse lễ ngày 19 tháng 3 và lễ ngày 1 tháng 5. Và Thánh Gioan Tẩy Giả của chúng ta cũng ngang tầm với lễ Thánh Phêrô Tông Đồ và Thánh Phaolô Tông Đồ. Các ngài cũng có 2 ngày lễ trong phụng vụ của giáo hội. Tại sao Thánh Gioan Tẩy Giả lại có một vị trí cao trọng và đặc biệt như vậy? Trước lễ chúng tôi gọi và nghe cộng đoàn đọc kinh Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngay ở câu đầu có nói rằng là Thánh Gioan là vị tiên tri lớn nhất trong các thánh tiên tri từ xưa cho đến Ngài. Ngài là vị thánh tiên tri hay là thánh ngôn sứ lớn nhất, bởi vì Ngài là người chuẩn bị, người rao giảng, người dọn đường trực tiếp cho Đấng Cứu Thế. Ngài đã sửa soạn tâm hồn con người, Ngài đã nắn lại những con đường cong queo, san những cái gạt những cái lồi,
san lấp những lõm để cho người ta đến với Chúa, để cho người ta đón nhận đấng cứu thế. Cho nên Ngài là người chuẩn bị trực tiếp cho Chúa Giêsu, rao giảng về Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu đã khen Thánh Gioan Tẩy giả là trong các người phàm lọt lòng mẹ không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy giả. Chính Chúa Giêsu đã khen Thánh Gioan. Và Thánh Gioan cũng là người duy nhất giới thiệu cho đám đông khi họ tuôn đến với Ngài để lãnh nhận pháp rửa ở sông Giô-đan. Thì Thánh Gioan đã giới thiệu cho người ta: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Ngài đã chỉ vào Chúa Giêsu để cho người ta hướng về Chúa Giêsu, đấng cứu độ. Ngài đã sẵn sàng để các môn đệ của mình đi theo Chúa Giêsu. Đấy, cho nên cái vai trò và cái địa vị của Thánh Gioan Tẩy giả cao trọng là như thế. Tại sao Ngài được như vậy? Bởi vì chúng ta nhìn vào sứ vụ của Ngài, Ngài là một người dọn đường, là một người chuẩn bị. Dọn đường là như thế nào? Dọn đường đây không phải là trong trước ngày lễ chúng ta đi quét dọn vệ sinh rồi sửa sang nhà xứ hay là nhà họ rồi khuôn viên. Dọn đường đối với Thánh Gioan Tẩy giả là dọn tâm hồn con người để đưa người ta đến với Chúa. Đấy, dọn đường ở đó, dẫn đưa người ta đến với Chúa. Đấy là dọn đường. Ở đây là đường tâm hồn, đường đến với ơn cứu độ. Thánh Gioan là người chuẩn bị. Ngài đã làm tất cả mọi việc để kêu gọi lòng người trở lại chân chính, sửa lại cách sống, lối suy nghĩ để mà đến đón nhận đấng cứu thế. Ngài chuẩn bị như vậy. Và như vậy thì một cách nào đó Thánh Gioan cũng là một nhà truyền giáo, giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác, dẫn đưa người ta đến với Chúa. Đó là truyền giáo. Thế thì qua cái sứ vụ cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy giả như vậy, chúng ta tôn vinh Ngài. Và hôm nay đại lễ mừng sinh nhật của Ngài phải là niềm vui cho mỗi người chúng ta, để chúng ta nhìn nơi cuộc đời của Ngài, chúng ta sống theo lời mời gọi của Thánh Gioan, và chúng ta bắt chước các cái hành vi của Ngài. Chúng ta đã chuẩn bị gì cho Chúa? Chúng ta đã dọn những con đường nào cho Chúa? Chúng ta dọn chính con đường của mình, con đường của tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúng ta dọn con đường cho nhau, để ngay trong gia đình, người vợ dọn đường, chuẩn bị cho chồng của mình đến với Chúa. Nhiều khi có những ông mãi lo làm ăn, không, chưa có thời gian đến với Chúa, thì người vợ có vai trò chuẩn bị giúp đỡ và sửa đường cho chồng, hay ngược lại, người chồng giúp cho vợ của mình đến với Chúa. Rồi các thanh giới trẻ, các em thiếu nhi, chúng ta cũng đóng một vai trò như Thánh Gioan. Chúng ta dọn đường, chúng ta sửa lối, chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến. Chúa đến trong cuộc đời của mình khi chúng ta đón nhận các bí tích. Chúng ta dọn đường cho Chúa khi chúng ta đưa anh chị em của mình, bạn bè của mình đến với Chúa. Đó là chúng ta đang làm công việc sứ vụ như Thánh Gioan, quan thầy của mình.
Và đặc biệt trong ngày lễ quan thầy của giáo họ năm nay, trong bầu khí cả cộng đoàn chúng ta đang phấn khởi vui mừng, chúng ta sửa soạn, chuẩn bị cho Chúa bằng ngôi thánh đường của giáo họ. Chúng ta đã khởi công việc chuẩn làm gỗ. Chúng ta cần phải sửa soạn những tâm hồn cho mọi người trong giáo họ hiệp nhất, đồng lòng, chung tay, góp sức, góp trí để làm công việc nhà Chúa này, như cha chánh xứ đã nói đầu lễ. Chúng ta cần cái sự chuẩn bị dọn đường, và chúng ta chuẩn bị xa, chuẩn bị gần. Chuẩn bị gần là bằng những công việc mà các cha nghe ở đầu lễ rao đó. Người thì cái cột 70, người thì cái nọ cái kia 10 triệu, người thì một chỉ. Tôi nghe rất là khí thế. Đó là tinh thần của anh chị em chúng ta đang chuẩn bị cho Chúa, đang dọn đường cho Chúa đến trong ngôi nhà xứng hợp của giáo họ chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng không chỉ rằng bằng vật chất mà bằng cả tinh thần xây dựng sự hiệp nhất, sự đoàn kết, sự thống nhất trong các công việc của giáo họ. Đó là điều mà chúng ta nhìn nơi Thánh Gioan tẩy giả quan thầy của giáo họ, để chúng ta sống chứng tá niềm tin của mình, noi gương thánh quan thầy của mình trong việc riêng cá nhân, trong gia đình, cũng như là trong cộng đoàn giáo xứ, giáo họ của mình. Có như vậy thì chứng chúng ta cũng sẽ được Chúa Giêsu khen ngợi, chúng ta cũng trở nên những người cao trọng, chúng ta xứng đáng là con cái của Thánh Gioan tẩy giả mà giáo hội mừng kính tôn vinh trong ngày lễ trọng thể hôm nay. Amen.